động đi to vậy. Đây mình trồng bao lâu thì mình thu hoạch? Các bạn đã có đáp cái sản phẩm đây chút vào trong kia. Với cái nhà nuôi như vậy thì nó khoảng gì chắc? Mà Hải đi học nghề để làm á là từ 2015. Cái làm ra sản phẩm xong rồi cái mọi người dùng tốt, cái mọi người bảo chứ, ủa chứ bây giờ mà muốn bạn giới thiệu cho người khác ấy, thì giới thiệu sao? Tự nhiên cái cầm mấy sợi cọng nấm này thì bảo cái này ngon, nó tốt bổ lắm, mày dùng đi, ai tin? Thế là mấy người bạn nó bảo chứ thôi mày phải làm sao cho nó có cái tên, rồi nó có cái sự chứng nhận này cái tên nọ thì người dùng người ta mới dám dùng. Thế là thành lập doanh nghiệp từ tháng 11 năm 2016. Bây giờ họ nhập khẩu là máy này từ Mỹ, thì cái máy này nó đạt chuẩn vì nó đã được test trong các cái phòng thí nghiệm để chứ còn không là khó để được đâu. Chị Vâng. Cho nên nó rất bị nhiễm các khuẩn các cái nấm. Nhưng mà nhờ có cái sấy này xong thì mình đang có khoảng 8 bạn lao động trực tiếp liên tục, còn lại là 10 bạn thì sẽ được thuê ngoài cho các sự kiện, giống như mình đi hội chợ, hội nghị, rồi đi bán hàng các nơi hoặc các dịp thì là mình có thêm 10 bạn nữa. Thì học thêm về đủ thứ, về nó đúng quy trình, từng bước một rất nhỏ. 1, 2, 3 rồi. À dạ. Đầu tiên thì nếu như mà mình cái mùi tanh của đông trùng, cái vị ngọt của đông trùng, các cái loại hoa thì để chị Vân là một trong những nữ nông dân tiêu biểu, thì có thể nói là được sự nỗ lực của chị được Trung ương Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề xuất Trung ương Hội Nông dân và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, đó là một phần thưởng quý báu và xứng đáng là đối với chị Vân. Cái kiểm soát tốt hơn ở đây thì nó có cả kiểm soát. Cái cọng to vậy không? Nó không có lùm đi.